Quý vị và các bạn thân mến, Hải quân Sài Gòn được phương Tây xem là một lực lượng phát triển nhanh nhất, rất hiện đại vào đầu những năm 70 của thế kỷ 20. Nhưng lực lượng này đã không ngăn chặn được những chiến binh bí mật của đoàn 125 Hải quân Nhân dân Việt Nam làm nhiệm vụ tiếp tế đường biển cho cách mạng miền Nam. Cùng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao Hải quân Ngụy Sài Gòn không chặn nổi những chiến binh bí mật trong video sau đây của chúng tôi. Hải quân Việt Nam Cộng Hòa được thành lập vào ngày 6 tháng 3 năm 1952, là một thành phần vũ trang trong quân đội quốc gia của quốc gia Việt Nam. Bắt đầu từ đây, các ngành liên hệ thuộc Hải quân cũng được thành lập. Ngày 12 tháng 7 năm 1952, Trung tâm huấn luyện Hải quân Nha Trang được khánh thành để đào tạo sĩ quan, hạ sĩ quan và thủy thủ chuyên nghiệp. Một cơ quan chỉ huy là Ban Hải quân, sau đổi thành Phòng Hải quân đặt trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu. Các khóa huấn luyện đầu tiên mở từ tháng 9 năm 1952 tới năm 1953. Thời gian này, vì Hải quân Việt Nam chưa có tàu nên các tân sĩ quan và thủy thủ Việt Nam khi ra trường phải tập sự trên các tàu của Pháp. Trong đó có một số sĩ quan thi tuyển từ giữa năm 1952 được cử đi du học ở Pháp. Tháng 4 năm 1953, Hải đoàn xung phong 25 được Pháp giao lại cho Hải quân Việt Nam. Cuối năm 1953, có thêm hai đoàn tiểu đĩnh. Riêng về lực lượng tuần giang, giang lực cũng chính thức hình thành vào thời điểm này. Cuối năm 1955, có thêm 3 hải đoàn mới. Hải đoàn 21 tại Mỹ Tho, Hải đoàn 23 tại Vĩnh Long và Hải đoàn 24 tại Sài Gòn. Một số cơ sở trên bờ ở Mỹ Tho, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long Xuyên, cùng với Trung tâm huấn luyện Hải quân Nha Trang, Hải quân Công xưởng Sài Gòn và kho đạn Thành Tuy Hạ, cũng được Pháp chính thức giao cho Hải quân Việt Nam. Trong số sĩ quan Hải quân Ngụy của Pháp, chỉ có một đại úy, còn lại là trung úy, thiếu úy. Trong đó, có một số vừa tốt nghiệp trường Hải quân Brest. Trần Văn Trơn, năm 1953, còn giữ chức phó chỉ huy biệt đoàn Hải Giang xung kích số 23. Tới năm 1956, đã được đôn lên tư lệnh phó Hải quân cho chế độ Ngô Đình Diệm. Nói qua về đời binh nghiệp của Trần Văn Trơn. Trần Văn Trơn sinh ngày 24 tháng 9 năm 1920 trong một gia đình khá giả tại Vũng Tàu, Nam Phần, Việt Nam. Năm 1939, ông tốt nghiệp trung học chương trình Pháp với văn bằng tú tài bán phần. Năm 1940, ông thi vào ngành hàng hải thương quyền của Pháp tại Sài Gòn. Cuối năm 1951, từ hàng hải thương quyền, ông được tuyển chọn vào quân chủng hải quân. Theo học khóa 1 sĩ quan Hải quân Nha Trang có 6 học viên theo ngành chỉ huy và 3 học viên theo ngành cơ khí, khai giảng ngày 1 tháng 1 năm 1952. Với tổng 9 khóa sinh, tất cả được đưa xuống hàng không mẫu hạm Aaron Manchet để huấn luyện chuyên nghiệp, sau đó luân chuyển qua các chiến hạm Viễn Đông của Hải quân Pháp, Forder, La Motte Picquet, v.v. Tháng 7 năm 1952, khóa học của ông trở về Nha Trang để tiếp tục thụ huấn. Ngày 1 tháng 10 cùng năm, mãn khóa tốt nghiệp thủ khoa với cấp bậc hải quân thiếu úy. Ra trường, ông được điều động đi phục vụ trong hải đoàn xung phong và được giao chỉ huy 4 trung vận đỉnh với nhiệm vụ mở đường, già mìn và tuần tiễu. Đầu tháng 10 năm 1953, ông được thăng cấp hải quân trung úy, giữ chức chỉ huy phó hải đoàn xung phong ở Vĩnh Long. Đầu năm 1954, ông được chuyển ra Bắc Phần, nhận chức chỉ huy phó hải đoàn xung phong Ninh Giang. Tháng 6 cùng năm, Hải đoàn Ninh Giang di chuyển vào Nam, đặt căn cứ tại Mỹ Tho và cải danh thành Hải đoàn Mỹ Tho do Hải quân Đại úy Lê Quang Mỹ làm chỉ huy trưởng. Năm 1955, từ quân đội quốc gia chuyển sang cơ cấu mới là quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Ông được thăng cấp Hải quân Đại úy và được chỉ định làm chỉ huy trưởng trợ chiến hạm Linh Kiếm HQ-226. Cuối tháng 8 cùng năm, ông được chuyển nhiệm vụ giữ chức chỉ huy trưởng lực lượng Giang đoàn thay thế Hải quân thiếu tá Lê Quang Mỹ, được bổ nhiệm vào chức vụ làm tư lệnh quân chủng Hải quân. Tháng 4 năm 1956, ông được thăng cấp Hải quân thiếu tá đại nhiệm. Đầu năm 1957, ông được bổ nhiệm chức vụ tư lệnh quân chủng Hải quân thay thế Hải quân đại tá Lê Quang Mỹ và ông kiêm nhiệm luôn chức vụ giám đốc Hải quân công xưởng. Giữa năm 1958, ông nhận lệnh bàn giao chức vụ giám đốc Hải quân công xưởng lại cho đại tá Nguyễn Dần, nguyên là kỹ sư cầu cống. Thượng tuần tháng 6 năm 1959, ông được lệnh bàn giao chức vụ tư lệnh quân chủng Hải quân lại cho Hải quân thiếu tá Hồ Tấn Quyền. Ngày lễ Quốc khánh đệ nhất Cộng hòa 26 tháng 10 cùng năm,
ông được thăng cấp hải quân trung tá. Đầu năm 1960, ông là sĩ quan cao cấp của quân chủng hải quân đầu tiên được cử đi du học lớp chỉ huy trưởng tại trường hải chiến tại Newport, tiểu bang Rhode Island, Hoa Kỳ. Tháng 6 cùng năm trở về nước, ông được tái nhiệm chức vụ giám đốc hải quân công xưởng. Đầu năm 1961, ông kiêm nhiệm thêm chức vụ phụ tá cho đại tá Dương Ngọc Lắm, tổng giám đốc bảo an và dân vệ. Đến tháng 2 năm 1962, ông nhận nhiệm vụ mới với chức vụ chỉ huy trưởng lực lượng Tuần Giang, sau cải danh thành Liên đoàn Tuần Giang địa phương. Ngày lễ Quốc khánh đệ nhị Cộng hòa mùng 1 tháng 11 năm 1966, ông được thăng cấp hải quân đại tá và được tái nhiệm chức vụ tư lệnh hải quân thay thế Trung tướng Cao Văn Viên. Ngày quân lực 19 tháng 6 năm 1968, ông được thăng hải hàm phó đề đốc, cấp bậc chuẩn tướng tại nhiệm. Cũng trong năm này, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa nhận lãnh các chiến hạm do Hoa Kỳ chuyển giao, gồm 8 tuần Duyên Đỉnh mang số từ HQ-700 đến HQ-707, Dương vận hạ Vũng Tàu HQ-503. Ngày Quốc khánh mùng 1 tháng 11 năm 1970, ông được thăng hải hàm đề đốc, cấp bậc thiếu tướng tại nhiệm. Ngày 11 tháng 9 năm 1971, ông chủ tọa lễ mãn khóa 22, đệ nhị Nam Dương sĩ quan hải quân ngành chỉ huy, khai giảng tháng 9 năm 1970, cùng trao kiếm chỉ huy và gắn cấp hiệu hải quân chuẩn úy cho thủ khoa Nguyễn Tuấn Khải. Ngày 16 tháng 6 năm 1973, chủ tọa lễ mãn khóa 10C trao kiếm chỉ huy và gắn cấp hiệu hải quân chuẩn úy cho thủ khoa Nguyễn Bá Thắng. Ngày 1 tháng 11 năm 1974, ông được giải ngũ vì đáo hạn tuổi, cộng thêm lý do đã trên 20 năm phục vụ cho quân đội. Sau khi bàn giao chức tư lệnh hải quân lại cho đề đốc thiếu tướng Lâm Ngân Tánh, nguyên tư lệnh phó. Tới tháng 7 năm 1955, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa chia làm hải lực và giang lực, có 3.858 quân, kể cả 1.291 lính thủy quân lục chiến. Quân Sài Gòn lúc đó khoảng 150.000. Có 22 tàu chiến loại lớn, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu nhận được sự chi viện ồ ạt của Mỹ về vật chất và các cố vấn thông qua Cơ quan Viện trợ và Cố vấn Quân sự Mỹ, MAAG. Các căn cứ hải đoàn của Sài Gòn thời diện đặt ở Cần Thơ, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Long Xuyên, Cát Lái. Các căn cứ của lực lượng tuần tiễu ven bờ Duyên Khu đặt ở Phú Quốc, Nha Trang, gồm cả Trung tâm Huấn luyện Hải quân, Vũng Tàu, Đà Nẵng. Khởi chiến chống đoàn tàu không số. Theo Nasser Gim, trong lịch sử hình thành cơ cấu chỉ huy và lực lượng vũ trang của Việt Nam Cộng Hòa, từ cuối những năm 50 thế kỷ 20, Bắc Việt Nam bắt đầu đưa người và vũ khí vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa bằng đường biển. Để ngăn chặn, chính quyền Sài Gòn đã thành lập lực lượng hải thuyền, lấy quân từ lực lượng bán chính quy để tuần biển, sau đổi tên thành các duyên đoàn. Lực lượng này được điều binh bố trận về các vùng chiến thuật hơn là thuộc quyền chỉ huy trực tiếp của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1964, khi chiến tranh đặc biệt thất bại, quân số là 8.100 lính. Năm 1967, Hải quân Sài Gòn đã lên tới 16.300 quân, 639 tàu chiến. Phương Tây đánh giá, với sự hiệp trợ của Mỹ, Hải quân Sài Gòn đã nhanh chóng trở thành một trong những hải quân lớn nhất thế giới, với 4,2 vạn quân, gần 1.500 chiến thuyền, 672 tàu xuồng đổ bộ, 20 tàu dài thủy lôi, 450 tàu tuần tiễu, 56 tàu hậu cần trợ chiến và 242 cano chiến đấu. Về các chiến dịch chống đường Hồ Chí Minh trên biển như Market Time, Hải quân Sài Gòn hợp lực với hệ thống kiểm soát của Hải quân và không lực Mỹ đồ sộ, dày đặc và hiện đại. Tuy vậy, một câu hỏi lớn được đặt ra. Chiến hạm của Hoa Kỳ nhập cuộc rất đông, xem như vây kín duyên hải Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng Cộng sản Bắc Việt có chịu chùn bước xâm nhập không? Theo các cố vấn Mỹ, ngay sau khi Hiệp định Paris, Hải quân Sài Gòn được đánh giá đứng hàng thứ tư trên thế giới về trang bị. Nhưng Sài Gòn vẫn xin thêm tàu to hơn, hiện đại hơn. Theo tờ Việt Nam Courier, phỏng vấn các cựu đô đốc, đề đốc Sài Gòn, họ làm thế chủ yếu để làm giàu. Nguyễn Văn Thiệu xây dựng Hải quân Việt Nam Cộng Hòa như thương vụ tỷ đô, ém sẵn các tay chân của mình. Đề đốc Trung Tấn Cang, tư lệnh những năm 1963-1965, đã trục lợi trong vụ cứu trợ nạn nhân lụt năm 1965. Lâm Ngân Tánh, bạn đồng khóa với Thiệu tại trường hàng hải cuối những năm 40 của thế kỷ 20, đã khét tiếng buôn lậu từ hồi còn chỉ huy cụm căn cứ Rạch Sỏi, Tân Châu, Long Xuyên.
Trần Văn Trơn, hai lần tư lệnh, không hẳn do hai lần làm giám đốc binh xưởng hải quân và từng là tư lệnh hải quân thời Diệm, mà có lẽ là luôn bao che cho Thiệu khi tổng thống này xuống ô cấp Vũng Tàu du hí. Gần đây, các cựu chỉ huy hải quân Sài Gòn vẫn còn ca ngợi Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ thời Việt Nam hóa đã cấp tốc chuyển giao hơn 500 chiến hạm, tàu chiến các loại cho Hải quân Việt Nam Cộng Hòa theo đúng lịch trình của kế hoạch AGTOV. Đó là vì tài sản của họ từng tăng vọt nhờ Việt Nam hóa. Các chuyến đi Guam, Philippines, Okinawa, Hồng Kông hay ngay cả là Washington hay New York để nhận tàu, để huấn luyện trên các tàu chiến hay các công xưởng hải quân Mỹ thường kéo dài hàng tuần, hàng tháng, có khi nửa năm. Đây là dịp tốt cho các sĩ quan cao cấp đầu cơ ngoại tệ, vàng và bạch phiến. Họ thường trở về trong túi đầy áp đô la sau những chuyến đi này. Như Trần Văn Trơn thừa nhận với Việt Nam Courier, những chiến hạm do Mỹ chuyển giao gồm cả những chiếc cũ cần sửa chữa thường xuyên. Những dịp này cũng trở thành thương vụ béo bở cho sĩ quan hải quân. Theo Việt Nam Courier, các vụ buôn lậu bạch phiến qua công cán chính thức của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa khiến công luận Mỹ xôn xao. Bạch phiến phát xuất từ vùng Tam Giác Vàng, Miến Điện, Thái Lan, Lào, được buôn lậu Thái Lan đưa lên các chiến hạm của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, hoặc từ Hạ Lào qua các tàu chiến trên sông Cửu Long trong lãnh thổ Campuchia. Đường dây này do Thiệu và tướng Đặng Văn Quang tổ chức, bảo kê, đem lại lời lãi lớn hơn đường buôn lậu hàng không của Nguyễn Cao Kỳ. Mỗi bộ tư lệnh vùng hải quân, mỗi bến cảng quân sự là một cấm địa dành riêng cho một tướng tá. Viện lẽ an ninh quốc gia hay bảo mật quân sự cấm dân chúng bén mảng tới các khu tàu đậu. Trên thực tế, đó là những địa điểm bốc rỡ hàng nhập cảng lậu. Hàng hóa càng thuộc loại quốc cấm càng đầy rẫy tại những khu vực này. Năm 1976, tại trại cải tạo dành cho các tướng Sài Gòn, có một nhân vật tròn trĩnh, hồng hào, tuổi chạc 55, trông có vẻ trẻ trung. Đó là Trần Văn Trơn, cựu tư lệnh Hải quân Sài Gòn. Ông ta cố sống tách biệt, ăn uống một mình, làng bộ kiêng khem, tu tại gia. Ông ta tự giới thiệu mình rất ham đọc sách kinh Phật để tìm thấy niết bàn trong tâm hồn. Tuy nhiên, những cựu sĩ quan các binh chủng khác của Sài Gòn kháo nhau. Mẹ kiếp, cả một đời sống trong chùa cũng không tẩy rửa được những hành động xấu xa trong hải quân. Việt Nam Courier viết tiếp. Trong khoảng thời gian tồn tại, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa là lực lượng có trang bị mạnh nhất Đông Nam Á. Các với Hải quân Hoa Kỳ được trang bị tàu sân bay, tàu tuần dương để có thể yểm trợ các lực lượng tác chiến trên vùng biển xa, cũng như các lực lượng tác chiến ven biển. Hải quân Việt Nam Cộng Hòa chỉ được Hoa Kỳ cung cấp cho những tuần duyên hạm, tàu khu trục và các chiến hạm chiến đấu loại nhỏ và vừa để có thể tuần tiễu và tác chiến tại lãnh hải gần bờ. Hải quân Việt Nam Cộng Hòa là lực lượng chủ chốt tham gia hải chiến Hoàng Sa 1974, tranh chấp các đảo Hoàng Sa với Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, cùng với sự sụp đổ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, lực lượng hải quân cũng tàn rã. Trước năm 1975, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa được Mỹ viện trợ hàng trăm tàu chiến lớn nhỏ. Hầu hết các tàu này được đưa vào trang bị trong Hải quân Nhân dân Việt Nam sau khi đất nước thống nhất và sau này phục vụ cho các chiến dịch bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Việt Nam Cộng Hòa được Mỹ viện trợ số lượng tàu chiến đông đảo đủ kích cỡ. Tuy nhiên, chiếm đa số đều là các tàu cỡ nhỏ. Nếu là cỡ lớn thì lại là loại tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ. Dẫu sao, ít nhiều Mỹ cũng đã viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa một vài chiếc tàu có thể coi là tàu chiến thực thụ. Đó là hai tàu khu trục hộ tống lớp Excel, HQ-1 Trần Hưng Đạo và HQ-4 Trần Khánh Dư. Tuy nhiên, trong tháng 4 năm 1975, có một số chiến hạm trong biên chế Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã di chuyển tới Philippines. Hầu hết các tàu chiến cỡ lớn của Việt Nam Cộng Hòa trong Hải quân Philippines đều bị loại bỏ vào những năm 1990, nhưng vẫn có một số ít được hoạt động cho tới tận ngày hôm nay.